Rứa cho nào. Mại đó. Rứa cho nào, rứa coi. Ngồi im coi. Trời đất ơi. Đâu à? Rồi ok. Trời ơi, em muốn cái gì đó. Đó, chỉ cho ông ngoại nè. Rồi. Có ngoại quậy đi ngoại ơi. Ông ngoại quậy nè. Ừ. Quậy khuấy lên. Rồi. Hai ông cháu mình quậy nè. Đó, ông ngoại khuấy lên. Chưa? Ui, giờ nói tiếng Việt dở quá ta. Cưng nhất á. Chê đi là cưng nhất á, chê đi giỏi nhất nhà luôn nè. She's so good girl. I love her. That's enough. Ui, giờ ta đã có giữa tay. Ngon không, ngon. Chúc cho ngoại muốn. Chúc cho ngoại muốn cây. Ui, giờ ngon giữa ta. This is your spoon. This is your spoon, this is my spoon. Ok, rồi để ông ngoại uống thử đi. Ui, ngon quá. Chê nói đây là cái muỗng của chê, cái này là muỗng của ông ngoại nè, phải không? Còn nói tiếng Việt coi. Cái này cái gì? Cái này cái muỗng. Cái muỗng. Cái muỗng của ông ngoại. Cái muỗng của ông ngoại. Cái muỗng của ông chê. Giỏi. Dì hơi giỏi lắm á. Ngon cái ta. Ui sao cái nước này ngon dữ ta. Cho ông ngoại nè. Cho ngoại đúng không? Ui giờ ngon dữ ta. Ui dài à. Ngon thiệt hả chứ. Ngon quá. Ngon quá. Quá ngon luôn. Vỗ tay. Dê nói tiếng Việt giỏi quá. Ông ngồi vỗ tay. Ngon quá. Con nói ngon quá. Cái đó con đâu có uống được. Cái này con đâu có uống được đâu. Đã quá ta. Rồi lấy cái muỗng của ông ngoại rồi nè. Cái này cái gì? Trái thịt. Không, tiếng Việt gọi là cái gì? Trái vàng. Cái muỗng. Trái muỗng. À giỏi. Con chay tiếng Việt gọi là cái gì? Con chay tiếng Việt là gì? Chay gì? Dây. Ôi rinh. Ôi rinh. Ôi rinh. Ông ngoại Nam tiếng Việt là gì chú gì? À, ông ngoại Nam. What's this? What's this? Ah, anh Ba Bảo. Ba Bảo kìa. Ông ngoại Nam trên TV kìa. Có ngoại Nam trong TV kìa. Ông ngoại Nam đang ngồi TV kìa. Let's eat. Ủa sao ai mở TV cho ngoại Nam nói cái tiếng mà sao mà chê mình thấy ta? YouTube tự động chơi. Đấy, không phải tự động chơi mà tôi YouTube tự động bật. À, tự động á hả? Good girl. Good girl. Good girl. Ngon à. Ui, giờ thôi đủ rồi. That's it, done. Không kệ nó để cho nó uống nước luôn, lỡ rồi để cho nó uống nước. Con cầm nguyên cái ly nước lên con uống luôn đi cho nó nhiều. Ừ. Vậy à. Ủa thôi. Không đủ. Giỏi. Ấy cha con ngồi rớt của kìa. Không đủ. Rớt của ngoại kìa. Ừ kìa, để ngoại lau kìa. Ừ, để ngoại lau kìa. Để ngoại lau cái muỗng nè. Con nhớ nha, mỗi lần á mà cái muỗng á mà con rớt xuống đất con làm cái gì? Clean it. Give me five. Good girl, so smart. Mày ăn cũng được chứ hả? Được thôi chứ còn. Ngon quá. Ngon quá đi. Ngon quá đi. Ngon nhất nhà luôn. Chê con ngồi giỏi nhất nhà luôn. Giỏi nhất nhà luôn. She good girl. It's enough. It's not enough. Which one mine? Yours. This my. Cái nào của ông ngoại? Giỏi, tiếng Việt giỏi nè. Cái nào của chê? Ôi da trời đất ơi. Okay. Ui. Uống nhiều dữ ta. Vậy, Daddy, listen to ông ngoại.
Listen to ngoại, you be good girl. Ok, để ngoại về bên này nè, lau bớt nước nè, đưa cái tay ngoại lau cho. Đưa cái tay này ngoại lau nước nè. Rồi cho chia tràng vỗ tay nè, chia giỏi nhất nè. Good hand for her. Chia đi. Đó. Rồi, hồi nãy ngoại rớt rồi, bây giờ con rớt muốn lấy cái gì? Cầm cái đấy là làm cái gì? Về cái này rồi có làm gì nữa? What you looking? What you look? Và and con làm gì nữa nè? No. That's wrong, that's wrong. Bậy. Sai rồi. Con phải lau cái muỗng. Chị, nghe ngoại dặn không? Con nhớ gì không? Con rớt cái muỗng xuống đất á, thì con làm gì? Pick it up. Pick it up and then after that. Clean it. Clean it up. Your spoon. Okay. This is fine. It's fine không được. Ở dưới đất nó dơ. This is dirty. Chucky. Okay. It's fine. So it's fine to come. À, là con đang lên trong ngoài cái kìa. Ngoài xe giấy cũng lên trong ngoài cái kìa. Nay nhà mình đông người lắm, con đi thì mai rồi bắt hai. Giỏi. Đó. Cũng trang mọi người. Remember? Rồi đó, để ra bài. Nhớ không? Ok, give me five. Give ngoại five coi. Ý, giỏi hôn ngoại coi. Giỏi. Ok, it's fine. Ngon quá. Ai cha ơi, chơi đã ta ơi. Mẹ đi Disney Store với mẹ mua đồ chơi hả con? Trời ơi, có bao nhiêu có bao nhiêu con chỉ cho mẹ coi coi. 1 2 3 4. Mấy con? 1 2. Ê đây nè, cái này tên gì nè, nói cô chú nghe. Mulan, đúng rồi. Con này tên gì? I don't know what name. Ờ cái này hả, tên gì ta? Ờ mẹ con không biết con này tên gì luôn. Yeah, it's like the movie. Đúng rồi, giống trên movie. Jasmine. Ờ, công chúa Jasmine. Ai đây? I don't know this name. Ờ, ai đây? Belle. Belle, đúng rồi, công chúa Belle. Công chúa này tên gì? Snow White, đúng rồi. Cái này ai cũng này công chúa nào? Rapunzel, đúng rồi. Công chúa này hình như cái phim này chay chưa coi. Cái này chay. Pocahontas. Tên gì? Pocahontas. Ủa tên Pocahontas thả? Sao mẹ không biết con này thả? Thì gây kỹ thả. Pocahontas, ok. Ok, đây là mẹ nói lại coi, con nói lại cho mẹ nghe coi. Pocahontas. Đúng chưa? Rồi, cảm ơn. Ủa rồi cái này công chúa này, cái này công chúa này công chúa nào? I don't know what he means. Ờ mẹ con không biết tên này tên gì nữa. Yeah. Rồi. Con không biết luôn hả? Đi mốt về hỏi ba đi chứ mẹ thua mấy công chúa này rồi, còn cho. Cái này là chứ này phải xin Disney làm ta. No, I don't think her name is. À, con không nghĩ tên này công chúa Cinderella hả? Yeah. Cái này là Reda xinh lì. Cinderella. You forgot his name. À, mẹ quên tên cô đó. Nhưng mà mẹ giận chay quá. Mẹ giận chay. Ủa, công chúa này công chúa gì đây? I don't know his name too. Không biết luôn hả con? Yeah. Mẹ chịu thua luôn. Biết sao, có nhiều công chúa đây con chưa có coi hết mấy cái bộ phim á. Mày về mày mở ra cho con coi. Mày nghĩ cái công chúa này tên là Alex. No, that's the PJ Masks. PJ Masks, sao PJ Masks? Cái đó là gì PJ Masks? I don't know what it is. Nói tiếng Việt đi. Mẹ giận con quá. Con mẹ là người Việt Nam mà con không nói được tiếng Việt. Con không nói được tiếng Việt, mẹ giận con ghê luôn á. Bây giờ con kể cho cô chú nghe, hôm nay mày chở con đi đâu. Ồ, đây nè, cô chú có thấy ông chay cái bình nước mới nè. Bình nước này là bình nước là bình nước là bình nước Aladdin. À, chứ mình nước gì con? Elsa. À, Elsa and Anna. Còn cái này là Christopher. No, Kristoff. Gì? No, Kristoff. Cái này là Kristoff phải không? Olaf. Trời ơi, dữ dội, chưa biết cái chỗ nào mà bấm. Trời ơi trời. Biết được, để cho bà Nhung làm gì cái đã. Để bà Nhung làm gì cái. Bà Nhung làm gì cái. Can't see the con muốn kiếm cái gì? Mẹ bán gì nè?
Khỏe không? Ừ, nhìn bắt đi chờ tới 2 giờ rưỡi sáng. Con mở đường qua đây con rồng lắm. Giờ nó khỏe rồi đó. Giờ con có ru. Qua đây cũng giờ ở nhà. Chị Hằng kêu ngày Tết. Ô, con uống miếng không? Bố. Hả? Bố ơi, cái gì dưới này mà bà con... Nhung hỏi coi mẹ nó bán gì bà Nhung. Giờ mẹ con bán gì nó bà Nhung nghe coi mẹ con bán gì. Hả? Mẹ bán đông trùng hạ thảo. Để mẹ bán viên chi đỏ không? Chứ mẹ bán gì? Collagen. Mẹ bán collagen đúng không? Okay, mom chọn làm gì nữa vậy trời, cái gì sắp cái trong chị? I don't know. Mà cái gì dưới này? Hả, cái gì sắp lên đây à? Cái gì rớt ở dưới đó mà con kiếm hoài vậy? Nó là nhị hơn người tay. Nhị hoài tay đâu rớt dưới. Nó bị stuck ở dưới đó. Chuyện nó hả, chay, nó sụp ấy, nó trúng đầu chay đó. Không, cái đó khó sụp lắm cô. Nó bị stuck ở dưới đó. Ngày đâu sập được. Bữa nó leo lên vậy ấy. Lúc bà ngoại chồng đó. Trời ơi. Chồng xu nữa coi được không? Nó làm cái dữ lắm. Chết rồi. Chết rồi. Dễ thương ghê luôn. Chết rồi. Đi lên má mì nó rồi. Xu chạy, chạy làm quá xu chạy. Sợ nó đi chọt lét xu có được đời không? Chết. Xu bơ gầm gừ và cũng nhìn mình. Thôi trả xu đi con. Trả không mẹ. Sao không? Cái đồ của người ta mà sao không? Dạ, xu nó biết vậy. Yours, not yours. No, của chay, của xu quá. Thôi xu đi xuống lấy princess của con chay chơi đi. Mommy, I got it. Chay gì? Not gonna share. Hả? Not gonna share with me. Never share with me, mom. I'm gonna collect rồi chơi đi con, chơi đi. Nào, qua nhà ngoài năm mà ngoài năm có mớ đồ chơi này cô chú nè. Đây là góc đồ chơi của nó đó. Troll của con đâu? Bành thị troll đâu? Troll đâu? Đúng rồi, đẹp quá. Cứ giờ con có nói chuyện với ba không? Gọi điện thoại cho con nói chuyện ba nha. Rồi đi đi xuống đây. Ăn bánh không? Rồi đi 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 xuống xuống thoại rồi thoại nói chuyện ba đi. Phi tham ba đi xuống gọi điện thoại. Đi xuống phi tham ba không? Trời ơi, nói chuyện ba mà nó còn trả giá nữa.